Hello, xin chào cả nhà mình. Thì mỗi ngày là một video. Tại vì do nói chung là trong một ngày á, Nhân quay nhiều video nên là có một cái áo mặc hoài thôi nha cả nhà, chứ không phải là ngày nào cũng mặc cái áo này. Dạ, nhớ hiểu cái đó dùm Nhân nha. Để nhiều khi nói Nhân ở dơ chết luôn. Thì tiếp tục một cái vấn đề nữa là Nhân chia sẻ cho mình trong cái video hôm nay là một cái vấn đề tiếp tục về cái sổ hồng. Trên tay Nhân là một cái sổ hồng. Thì thật sự Nhân nói tức là có nhiều người đầu tư là về cái nhà đất này lời cũng nhiều lắm á, tức là kiếm phải vài tỷ, năm ba tỷ, 10 tỷ trong vòng một năm đó, mà nhiều khi là sẽ không có để ý về cái vấn đề là cái sổ hồng. Thì trên cái sổ hồng của mình á, ghi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Tức là khi mà trên một cái sổ hồng của mình á, thì trên đất của mình á, nếu là đất ở thì mình xây nhà ở trên đó thì sẽ được cập nhật vào đây. Hoặc là đất của mình đang là đất lúa, hoặc là đất trồng cây lâu năm, hoặc là đất rừng, thì nó sẽ được thể hiện ở trên cái sổ hồng của mình ha. Và cái vấn đề hôm nay á, là nói chung lại thì nó đụng chạm hay không thì Nhân không biết, nhưng mà có nhiều người đó là người ta chưa có hiểu cái vấn đề, cho nên là khi mà có những cái trận đó như là sao ta, nhà nước mà cướp đất, không biết Nhân nói cái vấn đề này nó có giảm thử gì không, nhưng mà liên quan tới chính trị một chút xíu đó. Thì nhà nước cưỡng chế đất của mình á, thì nhiều người không hiểu là nói nhà nước là cưỡng chế, nhưng mà thật sự khi mà mình sở hữu đất á, sở hữu đất thì mình phải hiểu được đó là cái đất của mình là cái quyền sở hữu á, tức là đất của mình là thuộc về cái tài nguyên môi trường và của nhà nước quản lý. Và cái sổ hồng, cấp từng cái sổ hồng cho từng cá nhân là mình chỉ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thôi đó. Còn cái quyền quản lý là thuộc về cái tài nguyên môi trường thuộc của nhà nước, họ là người quản lý. Thì cho nên là ở trong cái cuốn sổ hồng của mình á, thường thường nó sẽ là ví dụ như mình đất lúa, hoặc là đất trồng cây lâu năm, hoặc là đất rừng á, thì nó có thời hạn sử dụng là bao nhiêu năm đó. Thì hết cái thời hạn sử dụng đó thì lúc đó là mình có thể là chuyển mục đích thành một cái loại đất khác, hoặc là tức là mỗi lần mình chuyển mục đích như vậy đó thì phải đóng thuế cho nhà nước. Còn khi mà mình chuyển sang đất ở của mình đó là mình được quyền sử dụng đó, nhưng mà thật chất là trong cái cuốn sổ của mình đó ghi là thời hạn sử dụng, thì mình sẽ để ý ở trong đó sẽ ghi là lâu dài. Tức là cả nhà mình hãy nhớ rõ dùm Nhân, tức là mình được sở hữu lâu dài chứ không phải là vĩnh viễn. Thì hai cái này nó khác nhau nha, tức là mình được sở hữu lâu dài, nhưng mà trong một cái thời gian nào đó thì nhà nước họ có quyền họ lấy lại cái đất đó của mình đó. Tức là họ lấy lại cái miếng đất đó của mình. Còn khi nào mình vĩnh viễn thì lúc đó là mãi mãi là của mình rồi thì không được lấy. Còn cái này lâu dài là được lấy, nhưng mà khi lấy như vậy đó thì nhà nước sẽ có đền bù cho mình, mà thường nhất là sẽ đền bù theo cái giá trị của nhà nước. Chẳng hạn như là cái lô đất của mình đó, là cái thời điểm hiện tại là cái giá của nó, ví dụ như Nhân nói là nó 10 triệu, 20 triệu hoặc là 100 triệu mét vuông, nhưng mà cái giá của nhà nước ấy, thì nó chỉ rơi vào chừng khoảng 1-2 triệu thôi, cao lắm là chừng khoảng 3 triệu mét vuông đổ lại chứ không có nhiều. Tức là khi mình sở hữu cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thì mình chỉ có quyền là mua hoặc bán. Tức là khi mà mình mua hoặc bán thì chắc ăn là mình cũng phải là qua bên cái phòng công chứng của nhà nước thì mình mới bán được rồi. Cái thứ nhất, và cái thứ hai là khi mà mình muốn xây bất cứ một cái công trình gì đó, nhà ở hoặc là nhà xưởng hoặc là
làm phòng trọ hoặc là làm bất cứ một cái gì trên miếng đất này thì mình cũng phải là sao, là xin phép, xin giấy phép xây dựng của nhà nước. Cho nên ở đây là mình là chỉ được phép được quyền sử dụng, còn cái quyền quản lý là của nhà nước. Thì có những trường hợp là nhà nước cưỡng chế đất đai của bà con mình á, thì nhiều người không biết là tính đâu là nhà nước cấp đất, nhưng mà thật sự là nó không phải. Tức là khi mà nhà nước có quyền lấy lại đất, cái đất mà của mình đang sử dụng đó, nếu như là nhằm mục đích để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho dân sinh, thì ở đây là có thể là làm đường, làm đường đi, thứ hai là làm trường học, thứ ba là làm bệnh viện, rồi làm chợ chẳng hạn, tức là công viên. Nói chung mình nói chung tóm gọn lại là làm một cái gì đó để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho dân sinh, thì nhà nước có quyền cưỡng chế và thu hồi lại cái đất của mình đang sử dụng, và sẽ bồi thường cho mình theo cái giá trị của nhà nước thôi, chứ nó không có theo cái giá cả thị trường. Cho nên lúc đầu mình có nói là ví dụ là đất mình có 100 triệu mét vuông chăng nữa, nhưng mà giá của nhà nước có 1 triệu thôi thì mình vẫn phải chấp nhận, tại vì cái đó là nhà nước phục vụ cho dân sinh, phục vụ cho cộng đồng. Thì một mình thì không thể nào mà nói chung không thể nào là chống cự được, hoặc là mình không thể gì mà một cộng đồng mà mình có thể là không trả cái đất đó cho nhà nước được. Thì nhân hồi trước là nhân đi làm hồ ở phụ hồ thôi chứ không được thợ, với cái nhà lúc đó nhân mới học xây dựng ra thì nhân thực tập thì làm ở bên Hóc Môn á, thì làm một cái trường học, bây giờ là trường học Nguyễn Hữu Cầu. Thì lúc đó là có những cái trường hợp là người dân á có cái đất ở trong đó, mặc dù là quy hoạch hết trơn rồi, chứ còn là một cụm thôi, một cụm đất nó nhỏ thôi, nó không lớn, khoảng chừng trong đó thì nó khoảng 3-4 hectare gì đó, nhưng mà chỉ có một con đất là chưa có đền bù thỏa đáng đó. Thì người dân không có chịu, cho nên là cứ đập phá tối ngày thôi. Rồi mỗi lần làm như vậy là phải mướn, không phải, nghe chị nói, mỗi lần làm như vậy là có những cái gọi là cảnh sát cơ động bảo vệ ở ngoài, thì mấy anh công nhân mới dám vô làm, còn nếu không dám vô làm. Đó, mỗi lần nguyên cả gia đình thì dắt dao, dắt búa rồi ra là chém rồi vô. Nhớ là kinh khủng lắm, cho nên là lúc đó thì nhân cũng sợ quá, thì nhân nghĩ không có làm nữa, nhân bỏ về. Thì mình cũng thấy là tại sao nó lại như vậy. Thì sau này khi mà mình làm cái nghề này rồi đó, thì mình mới biết được những cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Đó. Tức là nhân chốt lại cái vấn đề ở đây là khi mình sở hữu đất đai á, là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức là mình được quyền sử dụng thôi, còn cái quyền quản lý là thuộc về của nhà nước. Hoặc là có những cái trường hợp mà bất khả kháng á, là nhà nước có thể là không đền bù, chẳng hạn như là cái chỗ đất của mình nó làm căn cứ quân sự chiến tranh thì có thể là thu hồi và không đền bù. Đó, và những cái trường hợp đó thì nó nằm ở trong luật đất đai, thì tại vì cả nhà mình nhiều khi mình mua ở hoặc mua buôn bán thì kia mình cũng không có tìm hiểu sâu đó, nên mình không biết. Nhưng mà khi biết ra có thì nó có nhiều điều hay lắm, thì nhân làm video là nhân chia sẻ cho cả nhà mình. Và nếu như mình thấy video này nó hay, hoặc là nó có một cái gì đó có lợi cho mình, hoặc là có lợi cho bạn bè mình, thì cứ chia sẻ video của nhân để cho nhiều người cùng được biết. Rồi nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả người khách hàng ở những video sau.